Xin chào quý khách hàng, hôm nay em có siêu phẩm giới thiệu cho mọi người đây. Mấy nay bận quá trời luôn nha mọi người, vừa bán lò FPT vừa ráp cái lò mẫu lò hỏa tiễn của bên em nè, để giao cho khách đi làm show sân khấu. Bây giờ là 7 giờ tối rồi nè mà còn làm không kịp, sáng mai là giao cho khách rồi. Thì hôm nay nó có về hai em sản phẩm mới thôi mọi người ha. Một em mixer Yamaha đầu xịn nha. Model là DM3. Thì em vừa mới đăng một số hình ảnh cũng như là em đăng trên YouTube cũng như là Zalo. Thì mọi người cũng đều biết rồi đúng không mọi người? Con này thì nó mới được Yamaha giới thiệu trên thị trường ở nước ngoài. Việt Nam này thì em thấy là hình như là chưa có anh em nào đăng lên. Em có lẽ là thuộc top đầu tiên không mọi người ha. Em sơ lược sơ thôi ha. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 motor feeder và một cái motor feeder main. Thì tổng cộng mình như coi như là có 9 cái motor feeder ha mọi người ha. Thì đầu vào nó sẽ có tách lớp ha. 18 là một lớp nè. 96 là một lớp nè. Output 18 là một lớp nữa. Thì coi như con này nó sẽ có 16 đầu vào, 8 đầu ra. Đầu của Yamaha nè. Cái style của nó nhìn rất là sang trọng đúng không mọi người? Em quay cái góc như vậy cho mình dễ nhìn rõ mình thấy ha. Tất cả đều là màn hình cảm ứng cho mọi người ha. Đó, cảm ứng tất cả đều cảm ứng hết. Input nè. Đó, input nè. High bass, low bass. Thì bữa sau thì video sau đi, em sẽ làm rõ hơn về review cho mọi người xem mọi thứ tắt tần tật về mấy cái dòng này ha. Thì con này nó sẽ có hai effect nè mọi người, FX1, FX2. Mỗi cái effect thì nó bên trong nó sẽ có tới 10, em nhớ mang máng là 18 cái effect nhỏ bên trong. Mình có thể tùy chọn linh tinh ha. Và mỗi một cái input đầu vào, ví dụ như input micro đi, mình có thể có gọi cái preset ra. Thì trong cái preset đó nó sẽ có rất là nhiều dòng micro của Shure và Sennheiser được Yamaha người ta gọi là người ta custom cho nó đúng rồi. Thì con này chờ video sau ha mọi người ha. Đó là cái siêu phẩm thứ nhất, nhìn mướt con mắt không mọi người. Made in Malaysia nha. Yamaha Made in Malaysia. Video sau đi cho nó chi tiết ha mọi người ha. Hôm nay mình liếc vậy mình thấy mình phê rồi ha. Rồi em sẽ giới thiệu cho mọi người một một cái sản phẩm nữa. Con này là model là E3. E3 nè, em zoom gần cho mọi người xem này. Con này đẹp lắm. E3 model là FR66. Thì con này thì mọi người thấy cái màu sắc và cái kiểu dáng nó giống như CIF đúng không? Đúng không? Thì nó giống thôi ha mọi người ha. Sóng đầu 7 ha. Em để bộ bên ngoài đây. Đẹp không mọi người? Con này thì sẽ có 4 sóng. Giá thì do nó mới du nhập vào Việt Nam không mọi người, thì đơn giá nó sẽ rất là mềm. Còn tiếng ca nó thì như thế nào? Thì hôm nay nhân tiện anh nhà phân phối E3 thì anh có qua đây, anh giao cho em một bầy micro này nè mọi người, một bầy micro này sẵn tiện anh test luôn. Anh thấy cái loa hỏa tiễn này anh cũng thích thì anh test thử bài karaoke. Thì mọi người, đây là lần đầu tiên mọi người sẽ thấy cái loa hỏa tiễn karaoke trong nhà, xem nó như thế nào ha. Rồi mời mọi người nghe qua và cho đánh giá. Sẵn tiện thì khách hàng của em nè mua cái con này nè mọi người, thì mình xem video này thì mình cũng biết được luôn là cái sản phẩm của mình nó hát hò như nào ha. Thì cái bass á, em đang lắp cho khách á, là model là SN25 mã 12 MB. Còn cái trep nè, cái trep là em sẽ sử dụng là SD63BN. Con này là coi 63 nha mọi người. Con này quýnh khá lớn nha mọi người, nó lớn lắm, trời nó lớn mệt mỏi luôn á. Đặc biệt là cái họng kèn này nè mọi người, em quay cái góc qua bên này. Cái họng kèn này là được em nhập khẩu riêng ở bên Trung Quốc nha mọi người. Thì nó sẽ khác hoàn toàn so với cái đầu thị trường. Nè, nó khác cái gì thì mọi người liên lạc với em đi, mọi người sẽ thấy được cái sự khác nhau ha. Cái khác nhau đầu tiên nè, sẵn tiện vô đây mình nói sơ. Cái này là nó đúc nha, nhìn cái mối như vậy nhưng mà nó đúc là nó đúc nguyên khối. Nguyên khối nó đúc, chứ nó không phải là Việt Nam bắt ốc. Đúng không mọi người? Tương tự cái trên này cũng vậy, nó đúc nguyên khối và chất lượng tiếng của nó ra nghe ra rất là phê. Rồi. Mời mọi người nghe qua chất lượng tiếng của cái con micro cùi bắp trên cái dàn loa cùi mía của âm thanh số trí tâm ha. Lưu ý đây là video chỉ mang tính chất tham khảo và em sử dụng iPhone 14 Pro Max. Em quay ha mọi người ha. Em quay trước mặt anh Sang, thì đại diện nhà phân phối của E3. Rồi mời mọi người xem qua. Cuộc đời như là chiếc băng, cơn vui hoang qua đã mất. Em ơi, tuổi xuân ta có bao nhiêu? Đừng nhìn xa
vui là đây. Hát rõ mùng một luôn á. Cái dòng dòng mic này là nó xa thăm thẳm chiều trôi mà.